sống cuộc sống thanh và cảnh, những vấn đề tranh và ảnh, tất cả chỉ nằm gọn ở trong một bữa trà chanh. Có phải những khó khăn đã khiến cho bạn phải già nhanh, hãy bật TV của bạn lên để cùng tôi xem trà chanh, để biết cuộc sống này đang rất khác, những bước sau trong người sẽ theo dòng nước trôi 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 qua nhanh.